Thưa quý vị, những ngày qua, nhiều người lo lắng trước thông tin về dịch tả lợn châu Phi có tốc độ lây lan rất nhanh ở nhiều quốc gia. Và hiện ở Việt Nam của chúng ta đã có đến 7 tỉnh thành bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi, làm cho lợn chết hàng loạt và hiện vẫn chưa có thuốc để điều trị. Vâng, nhiều bà nội trợ lo lắng không biết rằng là nếu chẳng may ăn phải con lợn mắc dịch bệnh này thì có nguy hiểm hay không? Liệu có đến mức phải ngừng sử dụng hoàn toàn thịt lợn cho đến lúc dập được dịch hay không? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Các chuyên gia cho biết tả lợn không gây bệnh trên người nhưng có thể lây truyền sang ruồi, muỗi, chuột, mèo, gà, vịt. Lợn bị tả có thể mắc thêm những loại bệnh nguy hiểm khác như tai xanh, cúm thương hàn. Những bệnh này mới gây nguy hiểm cho người bởi làm rối loạn hệ tiêu hóa, đặc biệt khi con người ăn tiết canh, ăn thịt lợn bệnh chưa nấu chín kỹ khi lợn mắc bệnh tai xanh, liên cầu khuẩn tồn tại trong miệng và mũi con vật sẽ bùng lên. Người bị chảy xước hoặc có vết thương tiếp xúc với lợn bệnh sẽ bị vi khuẩn xâm nhập. Người bệnh thường sốt cao, đau đầu, buồn nôn, xuất huyết ở một số nơi trên cơ thể. Một số trường hợp xuất hiện các triệu chứng nhiễm độc tiêu hóa nặng với nặng hơn là viêm màng não. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do tâm lý sợ mức hỗ trợ tiêu hủy thấp, tối đa chỉ là 38.000 đồng trên 1 kg và thời gian chi trả lại chậm, nên một số hộ chăn nuôi khi có lợn mắc những cái dấu hiệu nghi bị dịch tả lợn châu Phi đã không khai báo mà giết thịt để bán ra thị trường hoặc gọi thương lái vào để bán tống bán tháo. Và đây chính là nguyên nhân khiến dịch bệnh bị lây lan và hiện nay rất khó kiểm soát. Vâng, tuy nhiên thì người tiêu dùng không nên hoang mang, tẩy chay và yên tâm sử dụng sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh. Để đảm bảo bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình nên chọn các cửa hàng siêu thị uy tín có kiểm soát giết mổ, đóng dấu, lăn dấu, dán tem kiểm định theo quy định của pháp luật. Để ngăn dịch lây lan thì Bộ Nông nghiệp cũng có văn bản đề xuất chính phủ cho phép hỗ trợ 80% giá thị trường đối với lợn con, lợn thịt và tăng gấp 1,5 đến 1,8 lần đối với lợn nái. Đề xuất này đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông qua trong hội nghị trực tuyến sáng nay.